Mến chào các bạn! Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ trăng trối và tranh trối. Trước hết, trăng trối. Trăng trối là động từ có nghĩa là dặn dò trước khi chết. Thí dụ, chết không kịp trăng trối. Những điều trăng trối lại cho con cháu chúng ta có thể nói trăng chối hay chối trăng cũng được thứ hai trăng chối trăng chối không có nghĩa là nói sai hoặc viết sai thế nên trăng chối mới là từ đúng các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về hai từ thập niên và thập kỷ mến chào tạm biệt các bạn